gốm nè. Có lẽ cái con đường này ngày xưa làm gốm sứ rất là nhiều. Ngay dưới dấu cầu có cái ngã tư, có anh này anh đội nó không đội nó bảo hiểm, nhưng mà anh sợ mình là giao thông nên anh không tấp vô. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chúc bà con mình cuối tuần thật nhiều vui vẻ nha. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường Hậu Giang, và phía trước chúng ta đó là cầu Hậu Giang, cái cầu mới xây. Thì hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi đường Hậu Giang, rồi mình xuống cái chân cầu, mình đi đến cái đường Lò Gốm, đường Lò Gốm năm xưa. Bây giờ con đường đó đã được tái tạo lại rất là sạch, để mình xem sạch như thế nào nha. Đường Hậu Giang thì khúc này thì bán đồ nội thất, trang trí nội thất, bàn ghế tục, rồi võng nệm. Ở khúc này thì thuộc gần khu vực Bình Phú, siêu thị Metro. Thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về chợ lớn, chợ Bình Tây, cầu Chà Bà. Đây là đường Hậu Giang. Rồi chúng ta sẽ quẹo vào cái đường đường kênh Lò Gốm là bên kia. Bên kia thì đã giải tỏa một cái dãy nhà ven sông, và cái khúc đường này là bờ kè. Ta thấy rất là sạch sẽ, thoáng đãng, không như ngày xưa. Ngày xưa thì rất là lụp xụp. Con đường này thuộc cái hẻm của Hậu Giang đó anh chị. Bây giờ chúng ta lên cây cầu này để đi qua bên kia sông nha. Cầu này thì mới xây nè. Bắt đầu lên cầu. Lên cầu và mình xuống cái đường Lò Gốm. Có lối đi bộ nữa ha. Ngày xưa thì không có những cây cầu này, chúng ta phải đi một vòng lên kia cầu Hậu Giang, rồi hoặc là cầu Phạm Văn Chí. Chúng ta đang bên đây là cầu đường Lò Gốm nè. Có lẽ cái con đường này ngày xưa làm gốm sứ rất là nhiều ha, nên gọi là đường Lò Gốm. Cái dãy nhà ven sông ngày xưa nè. Ngày xưa thì bên tay phải đây là một cái dãy nhà nhà sàn, nhưng mà bây giờ đã được đổi mới hoàn toàn. Ta thấy con sông cũng ít rác hơn và có vẻ thoáng hơn, nhưng mà cái màu đen nó vẫn còn ha. Ở đây thì có đường bãi sậy nữa nè, đường bãi sậy bên đây. Chút nữa chúng ta sẽ đi một vòng đường Nguyễn Văn Chí đi. Nguyễn Văn Chí mình đi về khu vực chợ lớn. Thì trước khi đi Nguyễn Văn Chí thì chúng ta sẽ đi trên con đường Lò Gốm. Những con hẻm bên tay trái đây thì cũng thông ra cái con đường Bình Tiên. Đường Bình Tiên cũng thuộc chợ lớn luôn. Ở đây cũng có cây cầu mới xây nè. Ở đây thì có chung cư Lò Gốm. Không biết bên đây sao á, cũng anh chị mình có rõ không ha. Cái hình ảnh này có dịp thì chúng ta lại lang thang tới đây
quay rõ hơn đó, xa xa các anh chị đó là cái chung cư Lò Gốm. Kế bên thì có những cái building mới xây, nhìn rất là sang trọng ha. Khu vực này cũng mới phát triển đây thôi các anh chị, ngày xưa thì rất là lụp xụp. Đó, bà nhìn thấy bên đường thì nhà cửa rất là khang trang ha. Những hình ảnh này ngày xưa không biết anh chị có ở đây không, thì nếu không có ở đây thì chúng ta sẽ có dịp nhìn lại chiếc xe lam năm nào nè. Xe lam bây giờ chỉ chở khách thôi, chở hàng hóa thôi, chứ không còn chở khách như ngày xưa nữa. Và xe này cũng hết hạn niên hạn sử dụng luôn rồi, nên chạy những con đường mà đường nhỏ thôi, không được ra đường lớn nè. Đây, cây cầu này để đi qua cái chung cư Lò Gốm. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Lò Gốm nữa nha. Ở đây có cây bồng giấy đẹp kìa. Hôm nay thì sẵn tiện em có việc qua đây thì sẵn quay một số hình ảnh ở khu vực đường Lò Gốm gửi cô chú anh chị và các bạn xem, để mình cập nhật một số. Thì đây không thuộc không thuộc cái địa điểm du lịch nào hết, nhưng mà chúng ta lại có dịp nhìn lại thì giống như mình được đi ở khu mới vậy đó. Đây họ trồng cây trồng hoa rất là đẹp ha. Nguyên một hàng cây phượng nè. Cây phượng này thì Tết, ủa mùa hè nếu mà nở hoa rất là đẹp. Không phải cây phượng ta, mình nghĩ chắc không phải cây phượng đó. Nó cái lá giống cây phượng nhưng mà chắc là không phải phượng à. Tại vì nếu mà phượng bây giờ là sắp có hoa rồi. Ở đây thì cảnh sinh hoạt của bà con ở đây cũng tương đối đơn giản ha. Mình nhìn cái phía trước là mình biết ở đây không có nhiều cửa hàng dịch vụ gì nhiều, chỉ là những cái cửa hàng nhỏ nhỏ phục vụ cho hàng xóm và khu vực ở đây thôi, chứ không như cái đường những con đường khác. Thì như đường Hậu Giang lúc nãy thì bán rất là nhiều cái trang trí nội thất, nhưng mà dạy như là họ bán có phường á, còn ở đây thì họ bán nhỏ lẻ. Các anh chị thấy đây là những cái tàu nhỏ nhỏ để vớt rác á. Đậu ở bên đây một ngày thì có thể đi 1-2 chuyến nha. Bị vướng cái lan can à, nên chúng ta nhìn thấy không rõ cho lắm. Một hai ba bốn năm năm sáu chiếc. Ngày xưa thì em đi cái đường này cách đây cũng hơn 10 năm. Thì lúc đó còn cái dãy nhà sàn. Nhưng mà bây giờ thì đã như thế này thì thấy khu này rất là sạch sẽ. Thay đổi hầu như là 180 luôn á anh chị. Hồi xưa cái đường này rất là nhỏ, coi như là giống như cái đường mòn vậy đó. Giống như cái đường hẻm vậy đó. Thẳng đường này chúng ta sẽ đến bến Trần Văn Kiểu ngày xưa, thì bây giờ là đại lộ Đông Tây vậy đó. Ở khu vực này có bến Phú Định, bến Trần Văn Kiểu, bến Bình Đông, có mấy bến
Ngày xưa thì mấy cái địa điểm gần bờ sông á, thì nó thuộc một cái bến ha, cặp bờ sông, cặp cái kênh kênh lớn lớn ngoài kia, kênh Tàu Hủ ngoài kia, thì là có bến Bình Đông, bến Hàm Tử, bến Trương Dương. Có cái cầu Phạm Văn Chí nè, chúng ta sẽ đi qua cái con đường Phạm Văn Chí để đi về Chợ Lớn. Sẵn cho các anh chị các bạn xem đường Phạm Văn Chí luôn ha, để có dịp mình tham khảo. Ngay dưới dốc cầu có cái ngã tư cũng hơi nguy hiểm, rồi chúng ta quẹo trái nha. Con đường Phạm Chí bây giờ rất là lớn nè, đã được làm lại nè, nó mở rộng mặt cầu. Có anh này ảnh đội nó không đội nó bảo hiểm, nhưng mà ảnh sợ mình là giao thông nên ảnh cũng tấp vô. Không đội nón nha, không đội nón nha. Hả? Làm gì vậy? Quay phim anh không đợi nó. Nói với giỡn à chứ không gì, quay chơi thôi à. Anh tưởng mình là giao thông hay sao, hay là tức thì sửa gì đó. Đường Phạm Văn Chí này thì một trong những con đường mà tương đối là lớn ở khu vực Chợ Lớn này. Ở đây có hãng giày Bitit. Ở đây có trường tiểu học Phạm Văn Chí nè. Chúng ta nhìn thấy nhà ở đây rất là khang trang ha. Ngày xưa con đường này ngập rất là nhiều rồi, khi mà trời mưa là hơi vất vả cho bà con luôn. Ở đây thì ở Sài Gòn thì cảnh sát giao thông họ hay cầm máy quay đi vòng vòng Sài Gòn á, để phạt nguội hoặc là làm bằng chứng những cái hình ảnh những cái người vi phạm. Thì em cầm camera họ cũng tưởng là như vậy, nhưng mà thật ra thì không phải vậy ha. Đây là ngã tư Phạm Văn Chí và Bình Tiên, con đường Bình Tiên ở gần khu vực anh Phương đang cần xem, nhưng mà chắc cái video đó sẽ em sẽ gửi anh trong cái thời gian tới nha. Đây, đường Phạm Phú Thứ nè, ở đây trên đường Phạm Phú Thứ thì có cái chợ Phạm Phú Thứ. Chúng ta sẽ đi hết đường Phạm Văn Chí và sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay tại cái công viên nhỏ nhỏ. Ngày xưa thì công viên đó rất là dơ, âm u lắm, nhưng mà bây giờ đã được làm lại ha. Chúng ta xíu nữa chúng ta sẽ đến đó mà chúng ta xem thử.
có nhiều cái comment của cô chú anh chị và các bạn về những cái địa điểm, những con hẻm, những căn nhà, những con đường, thì anh chị cho em xin thời gian nha, thì em sẽ từ từ em sẽ đến đó. Tại vì ngày thường thì em đi làm và khi mà rảnh rỗi thì em có dịp thì em sẽ đi quay. Và nhưng mà đặc biệt cuối tuần thì chúng ta lại có dịp lang thang nhiều hơn để gửi các anh chị và các bạn. Đây chúng ta lại có ngã tư Phạm Mai Xuân Thưởng nè, ngay góc ngã tư Mai Xuân Thưởng có quán cà phê. Và đây là công an quận 6 mới được xây lại nè, ngày xưa chỗ này cũng lập sập lắm, bây giờ xây lại rất là lớn. Này chúng ta đến đây là hết đường Phạm Văn Chí nè, đến ngã tư Cao Văn Lầu thì chúng ta sẽ quẹo trái để dừng lại kết thúc cái video tại cái công viên. Công viên ở trên đường mũi tàu Cao Văn Lầu và Phạm Đình Hổ. Nhưng mà không biết công viên này có tên là gì. Chúng ta thấy hình ảnh này rất là sạch sẽ nè ha. Nhưng mà đối diện cái công viên này thì có cái building mới xây lên nè. Đây là đường Bãi Sậy. Và hành trình chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.